Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phan Tiến Thành, thì hiện tại mình đang là sinh viên của trường Đại học EDX khóa 1 lớp Happy. Thì hôm nay mình quay lại cái video này trong cái bộ môn đó chính là nghiên cứu về con người. Thì về cái bộ môn nghiên cứu về con người thì bọn mình đang xoay quanh cái chủ đề đó chính là tìm hiểu về những cái vấn đề liên quan đến con người. Thì ở trong cái phần này thì bọn mình đang tìm hiểu về những cái cấu tạo, những cái phương diện mà để tạo thành một con người hoàn chỉnh. Thì bọn mình đã chia ra rằng cùng với cái kiến thức mà thầy chia sẻ và cùng với cái sự tìm hiểu của mình thì mình đã chia ra thì trên lớp bọn mình đã chia ra thành 6 cái phương diện của con người. Thì phương diện đầu tiên đó chính là về cơ thể của con người. Thứ hai, đó chính là về mặt yếu tố cảm xúc. Thứ ba, đó chính là về mặt ý chí. Thứ tư, đó chính là về mặt lý trí. Thứ năm là về mặt luân lý và đạo đức. Và cuối cùng, đó là về yếu tố linh hồn. Vậy thì trong cái video lần này thì mình đã tìm hiểu và được cái sự giao cho những cái bài tập về nhà, đó chính là bọn mình phải tìm hiểu sâu về từng cái mục này, là về và giải thích rõ và hiểu rõ những cái mục này riêng rẽ ra là như thế nào từ mặt lý thuyết rồi liên hệ đến bản thân mình. Thì trong cái video lần này thì mình sẽ phân tích và giới thiệu cho mọi người về cái phần tìm hiểu của mình về cái phương diện đó chính là về luân lý đạo đức. Thì ở trong cái phần luân lý đạo đức này thì mọi người cũng đã bắt gặp đây là một cái cụm từ mà chúng ta thường xuyên được nghe đến khi mà mọi người giao tiếp và mọi người giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Và cái luân lý đạo đức này nó được coi là một cái tiêu chuẩn theo xã hội để mọi người có những cái cách hành xử với nhau làm sao để cho nó hòa nhã và nó phù hợp. Vậy thì hôm nay mình sẽ giải thích cụ thể rằng luân lý là gì, đạo đức là gì và nó có những cái gì mà khiến cho chúng ta phải và mỗi con người đều phải áp dụng những cái luân lý đạo đức này vào trong cuộc sống hàng ngày để nó trở thành một cái cách phù hợp như là một nét văn hóa của mỗi con người. Thì đầu tiên mình xin giới thiệu về cái phần đó chính là về phần đạo đức. Thì ở trong cái phần đạo đức này thì đạo là gì? Đạo chính là con đường. Đức đức chính là những cái đức tính, những cái phẩm chất của con người chúng ta. Vậy thì đạo đức thì khi người ta nói về một người có đạo đức nghĩa là người ta đã có ý nói rằng là cái người đó đã được trải qua cái sự rèn luyện về những cái mặt đạo đức này và họ có một cái sự thực hành về những cái lời răn về đạo đức và được người ta và được cái thế hệ như là bố mẹ này hoặc là ông bà cha mẹ thì đã dạy về những cách sống làm sao để có đạo đức và họ sống có chuẩn mực và có một cái nét đẹp trong tâm hồn. Cái đạo đức ở đây đó chính là nó tổng hợp những cái quy tắc ứng xử, là một cái hệ thống quy tắc theo tiêu chuẩn và theo chuẩn mực của xã hội. Mà ở đó thì con người của chúng ta tự nguyện là điều hành, điều chỉnh những cái hành vi của mình làm sao cho nó phù hợp với những cái lợi ích của cộng đồng cũng như là của xã hội. Vậy thì chúng ta có thể hiểu căn bản rằng đạo đức đó chính là tập hợp những cái quy tắc ứng xử, giao tiếp hoặc là đối nhân xử thế làm sao cho nó phù hợp để bản thân tự điều chỉnh, tự trong lòng người đó tự điều chỉnh và cảm thấy nó phù hợp với những cái tiêu chuẩn của xã hội. Tiếp theo đó chính là về mặt lý, là về mặt luân lý. Thì luân lý ở đây nó có khác gì với đạo đức hay không? Thì luân lý ở đây có nghĩa rằng là những cái quy tắc ứng xử, những cái tập tục, những giá trị được công nhận trong một xã hội hay là trong một cái nền văn hóa nào đó để giúp người ta có thể nhận biết được rằng đâu là đúng, đâu là sai. Và lâu ngày, dần dần thì cái luân lý đó nó sẽ trở thành một cái bản sắc văn hóa hoặc là nó trở thành một cái thứ luật lệ bất thành văn. Và khi mà ai đó đi ngược lại với cái luân lý đó sẽ được coi là phi luân lý. Và bởi vậy thì chúng ta nghe có vẻ nó sẽ hơi na ná nhau. Thì mình sẽ phân tích và mình sẽ nêu cái điểm khác biệt giữa luân lý và đạo đức cho mọi người. Thì luân lý ở đây thì mọi người có thể hiểu rằng đây là một cái thứ luật lệ có thể thay đổi được, nó phù hợp hoặc là nó gắn liền với một văn hóa nào đó
để cho ở những con người ở trong cái môi trường văn hóa đó họ cảm thấy đó là điều đúng đắn đối với họ, và những cái điều trong cái luật luân lý đó họ để họ có thể chấp nhận được. Ví dụ nhé, thì ở ví dụ là trong khi mà ở các nước bên châu Âu, châu Mỹ hoặc là các nước Âu Mỹ nói chung thì họ vẫn có là họ không bao giờ là chấp nhận cái việc đó chính là năm thê bảy thiếp, nghĩa là đa đa chồng đa vợ, mà họ chỉ có một cái quy tắc được pháp luật công nhận đó chính là chỉ một vợ một chồng, và những cái người nào mà lấy nhiều vợ nhiều chồng sẽ là phạm pháp và sẽ bị người khác chê cười, có thể là chê cười. Còn ở bên những cái giáo phái hoặc là những cái người thuộc những cái tôn giáo ví dụ như là Hồi giáo chẳng hạn thì họ vẫn có thể là được cái phép đó chính là năm thê bảy thiếp, nghĩa là một người chồng có thể lấy rất nhiều vợ mà không bị pháp luật là bị buộc tội hoặc là bị cái sự ánh nhìn miệt thị từ người khác. Thì đó là do cái quan niệm cái luân lý mà bên mà họ công nhận trong cái tôn giáo hoặc là cái văn hóa của họ. Thì đấy là một cái ví dụ về luân lý. Và về cái phần đạo lý là một cái thứ không thể thay đổi được, và đạo lý ở đây đó chính là xuất phát từ trong cái căn bản của con người. Thì những đạo lý ở đây là gì? Ví dụ như là cái việc là chúng ta hiếu thảo với cha mẹ, kính trên nhường dưới, anh em ruột thịt thì yêu thương lẫn nhau, hoặc là có thể giúp đỡ những người nghèo khó hơn. Thì đó là những cái đạo lý mà chúng ta không thể thay đổi được, mà nó không thể chuyển sang từ dạng này sang dạng khác được. Còn đối với luân lý thì nó có thể thay đổi được để cho nó phù hợp với cái văn hóa hoặc là cái hoàn cảnh mà nơi đó họ công nhận. Vậy thì đó là về cái phần lý thuyết của đạo đức và luân lý. Thì đến cái phần liên hệ với bản thân mình. Thì liên hệ với bản thân thì sao? Đó chính là chúng ta phải tự soi lại bản thân mình, xem rằng trong cái phương diện, cái khía cạnh này, thì trong cái phần luân lý đạo đức này thì bản thân mình đã có được những gì, và mình hành xử ra sao, và mình có một cái luân lý và hay có cái đạo đức như thế nào. Thì đối với chính bản thân của mình thì bản thân mình là từ bé đến bây giờ luôn nhận được những cái sự chỉ dạy chỉ bảo từ bên phía gia đình cũng như là từ anh em họ hàng từ bên ngoài, thì được cha mẹ ông bà giảng dạy về rất nhiều những cái đạo đức, cái chuẩn mực của xã hội, làm sao để cho chúng ta có thể ngấm nhuần được cái tư tưởng hoặc là cái việc mà đối nhân xử thế. Thì bản thân mình thì luôn có thể là nhận định được, thì từ được một cái sự giáo dục lên bản thân mình luôn nhận định được rằng đâu là sự việc đúng, đâu là sự việc sai, và những cái hành vi, những cái lời nói, lời giao tiếp nào có thể phù hợp với cái tiêu chuẩn đạo đức của xã hội, nó đúng ở trong trường hợp nào, sai trong trường hợp nào, và chúng ta phải luôn chuyển và vận dụng nó một cách linh hoạt để chúng ta có thể một cách hành xử đối nhân xử thế nó tuyệt vời nhất, và nó không vi phạm vào một người và nó không bị coi là một hành vi không có đạo đức. Và đối với bản thân mình thì mình luôn cố gắng là học hỏi, tiếp thu và lắng nghe những từ những cái ý kiến hoặc là những cái kiến thức từ bên ngoài để mình có thể trau dồi thêm được về cái phần trí tuệ của mình, và từ đó mình có thể nhận định thêm, nhận định rộng hơn và có một cái tầm hiểu biết sâu hơn về cái đạo đức, cái hành cách hành xử, cái việc đối nhân xử thế làm sao để cho nó đạt được tới một cái gọi là hoàn hảo nhất trong cái việc là có thể là áp dụng tương đương hoặc là áp dụng với được những cái tiêu chuẩn đạo đức của xã hội. Thì đó là về cái phần liên hệ của bản thân mình trong cái phương diện đó chính là luân lý và đạo đức của con người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và hẹn tất cả mọi người trong những cái video lần sau.